đường chuyền về hơi nhẹ vừa rồi có lẽ là của Quốc Khánh, chân phải của Xuân Đức cũng có thể là Đắc Quyết. Đắc Quyết dứt điểm, thủ môn Tuấn Nghĩa đã xử lý rất bình tĩnh ở trong tình huống vừa rồi. Cầu bóng vào trong, bóng nằm gọn trong tay của thủ môn Tuấn Nghĩa. Tình huống cầu bóng như vừa rồi không thể làm khó được Tuấn Nghĩa. Đường chuyền tốt,